Với đôi loa này thì chúng ta nên nghe như thế loại nhạc theo như thế này. Quý vị không nên tìm cách ghép để đánh cho bát ra đùng đùng và chép lên để chói trang len kem. Ý đồ nhà sản xuất là tạo ra đôi loa này để nghe thể loại như thế này. Đôi loa này có giá là 6 triệu đồng với tình trạng đẹp xuất sắc như thế này, giao hàng toàn quốc. Nhu cầu mua đôi loa này xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Quý vị lưu ý đôi loa cổ của hãng Mazda này có giá là 6 triệu đồng với tình trạng đẹp xuất sắc như thế này. Tình ta mến trao
mình những cuốn băng có chất lượng thật tốt để chúng ta cảm nhận được hết những cái hay, sự mộc mạc dung dị trong những đôi loa cổ như thế này. Chép giấy nó cho tiếng chép cũng rất trầm ấm dịu. Một câu nói vui đôi khi gặp em muốn hơi nhảy rồi lại thôi nói ra e lời như là quá đẹp thoảng cơn gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngừng đều buông gửi thư nhau cho người yêu bài tổ luyện thương. Khi nhắc lại là đôi loa này được sản xuất riêng cho thị trường Mỹ, mặt bóng da simili, tình trạng đẹp như thế đôi loa này có giá là 6 triệu. Như thế này nó đưa chúng ta chìm vào không gian của thời thơ ấu, của thời mà các thiết bị nhìn chưa tồn tại phổ biến như bây giờ, mà chủ yếu là nó dành cho các thiết bị nghe. Chú ý để ý bản nhạc, cách phối khí cũng rất sâu lắng, nhẹ nhàng. Bài hát Dầu Tím Chiếc Hồng được nam ca sĩ Thế Linh thể hiện. Nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn nở hoa trong trời. Những bài hát viết về tình yêu đôi lứa tan vỡ không được như mộng ước, thường bao giờ nó cũng để lại nét nỗi buồn man mác trong lòng người nghe. Có lẽ đây đúng là một ca khúc là trường tồn theo thời gian, thế hệ nào cũng yêu thích nó, lại được thể hiện qua giọng hát của nam danh ca Chế Linh, và đặc biệt nó được tái hiện lại bởi một đôi loa cổ của hãng Mazda vào đúng thời điểm những ca khúc này đang thịnh hành, thì đôi loa này nó ra đời và nó gợi được không gian của thời đó. Đêm khuya quý vị ngồi nghe những ca khúc như thế này, chúng ta mới cảm nhận được hết cái hay, cái dung vị của nó. Và thú chơi như thế này chúng ta gọi là âm thanh cổ. Chúng ta sẽ cùng nhau bình tĩnh nghe tiếp một ca khúc nữa nhé. Xin nhắc lại với quý vị, đây là đôi loa Mazan cổ ba đường tiếng, bát 25 gân xếp vải tẩm dầu, mặt bọc da simili, trở kháng là 8 ô, dành riêng cho thị trường Mỹ. Hiện với tình trạng đẹp xuất sắc cả ấy, càng như này nó có giá là 6 triệu đồng. Nên sử dụng những âm ly V-Saber cổ như thế này để đánh với nó. Tiếng của ca sĩ Thiên Trang. Lưu luyến Đà Lạt khi hoa anh đào nở vàng trên phố xưa.
vị có nhu cầu mua đôi loa này xin liên hệ với Phương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388, giao hàng toàn quốc quý vị nhé. Ở thể loại analog như thế này giọng ca sĩ không bao giờ chói quý vị nhé. Có lẽ cứ ngồi như thế này chúng ta ngồi cả đêm mất. Anh về tạm dừng ở đây vậy quý vị nhé. Nếu quý vị có nhu cầu mua sản phẩm này xin gọi điện cho Phương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.